Mở đầu phần tin tức từ sáng đến tối ngày hôm nay, tiếp tục là những thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào đêm 30 tháng 4 tại hầm Kim Liên, Hà Nội, khiến cả hai người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ. Vào trưa ngày hôm nay, mùng 2 tháng 5, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Vâng, và đây cũng là thông tin mà chắc chắn nhiều người theo dõi vụ tai nạn thương tâm này đều quan tâm. Ngoài việc thương xót cho các nạn nhân xấu số, số. Từ hôm qua cho đến hôm nay, cộng đồng mạng cũng bày tỏ nhiều bức xúc trước hành động uống bia rượu vẫn lái xe của tài xế Lê Trung Hiếu. Và theo như nhiều luật, uh, luật sư, thì trong trường hợp này, tài xế gây tai nạn chết người có thể đối diện với mức án 10 năm tù. Cụ thể, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ xảy ra tại khu vực Hầm Chui Kim Liên, quận Hai Bà Trưng vào ngày 1 tháng 5 khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ. Lái xe gây tai nạn là Lê Trung Hiếu, sinh năm 1980. Các nạn nhân được xác định là chị Đinh Thị Hải Yến và Trần Thị Quỳnh cùng sinh năm 1976 ở Hà Nội. Bước đầu Hiếu khai nhận tối 30 tháng 4, anh này đi họp lớp ở một quán bia trên phố Thợ Nhuộm, sau đó đưa một số người bạn về. Khi đi đến khu vực hầm chui Kim Liên thì gây tai nạn, sau đó Hiếu lái xe bỏ chạy. Khi quay lại gần hiện trường, Hiếu bị bắt giữ đưa về công an quận Hai Bà Trưng. Trao đổi với phóng viên trong buổi tối thì các luật sư cho rằng nếu cơ quan chức năng xác định được tài xế Lê Trung Hiếu do uống rượu, bia, chất kích thích dẫn đến không làm chủ được tốc độ gây tai nạn giao thông với hậu quả làm chết người thì hành vi này có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Với hậu quả làm chết hai người thì khung hình phạt cao nhất cho tài xế có thể đến 10 năm. À, vâng và chúng tôi cũng được biết rằng nạn nhân Trần Thị Quỳnh hiện đang là giáo viên trường tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Trong quá trình công tác, cô giáo Quỳnh có chuyên môn tốt, được đồng nghiệp và phụ huynh các em học sinh quý mến. Còn nạn nhân Đinh Thị Hải Yến hiện đang công tác ở nhà hát kịch Việt Nam. Theo tìm hiểu, chị Yến có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, chị có hai con, con trai lớn học đại học, con gái còn cháu nhỏ bị tự kỷ, chồng nạn nhân Yến bị bệnh nặng nhiều năm nay không làm gì được. Mọi chi phí sinh hoạt ở trong gia đình, chi phí nuôi con ăn học cho tới tiền điều trị cho chồng đều do chị Yến gánh vác. Vâng và đặc biệt là trước hàng loạt vụ tai nạn giao thông đã xảy ra do tài xế lái xe trong lúc say xỉn. Ngày hôm nay thì cộng đồng mạng đã đồng loạt kêu gọi người dùng mạng xã hội thay avatar với thông điệp là say xỉn lái xe là tội ác, đã uống rượu bia không được lái xe. Ngoài ra thì nhiều người cũng để lại bình luận góp ý rằng sự tự giác của mỗi tài xế khi lái xe là quan trọng nhất. Tuy nhiên cũng nên bỏ thói quen ép rượu nhau trong mỗi cuộc nhậu vốn rất phổ biến hiện nay.